Vitamin Tina, số 1 về trị nám và điều trị già, hân hạnh tài trợ chương trình này. Cha ơi, quán nước này có trước hay con có trước ạ? Nó có trước con 1 năm. Vậy là quán này là anh mình. Mình 10 tuổi thì quán này được 11 tuổi rồi. Ừ. Cha ơi, con chạy vào làng chơi với các bạn một chút cha nhé. Đi chơi nhớ về sớm ăn cơm con nhé. Vâng ạ. Lý trưởng hôm nay lại rảnh rỗi đến thăm quán con ạ. Mời cụ vào uống nước. Tôi làm gì có thời gian rảnh mà đến thăm anh. Anh làm quán ở đây cũng hơn chục năm rồi nhỉ? Dạ vâng ạ. Hiện nay giá thuê đất cũng đã lên. Có người đang muốn thuê lại chỗ nhà anh với giá cao hơn rồi. Họ muốn nhảy vào thuê cũng là đương nhiên. Vì sau thời gian con vất vả gây dựng, bây giờ có nhiều khách hơn. Có nhiều khách hơn thì thu nhập cao hơn, thì phải đóng thêm tiền thuê đất thôi. Nhà con thuê đất của làng là 20 năm, bây giờ mới được hơn 10 năm, đã hết hạn đâu ạ? Thế dây thuê đất của nhà người đâu? Đưa ta xem nào. Cụ cũng biết, mấy năm trước lũ lụt lên bất ngờ, nước ngập tận nóc nhà, giấy tờ làm sao còn được ạ? Nhưng chính cụ là người ký giấy cho con thuê mà. Ta nhớ là có cho nhà ngươi thuê đất, nhưng chẳng nhớ là bao nhiêu năm. Hình như là 10 năm thì phải. Vậy hết thời gian thuê đất rồi nhỉ? Sao cụ lại nói vậy ạ? Chính cụ còn bảo con là ghi 20 năm vào để cho có hồ sơ, chứ thích dùng đến bao giờ thì dùng mà. Cụ còn bảo mày ra đấy, có ma nào mà bán với cha. Con mong cụ hãy nhớ lại giúp con ạ. Ta chẳng nhớ. Án tại hồ sơ, có giấy thuê thì đưa ra đây, không thì nộp thêm thuế. Công lý ở đâu ạ? Chưa hết hạn, làm sao mà con lại phải đóng thêm ạ? Công lý nằm ở tay ta, chứ không phải ở một gã lái đò như ngươi nhá. Bái đầu, tháo nóc quán của nó xuống. Hôm nay ta cảnh cáo, cho nhà ngươi vài ngày suy nghĩ. Có chuyện gì vậy? Ai phá quán nhà mình thế cha? Sao lại có thể vô lý thế được? Con sẽ cho lão ấy một bài học. Cha yên tâm, con đã có cách đòi lại quán cho cha. Cha cứ về nhà nghỉ ngơi vài hôm đi. Cẩn thận con nhớ, không đắc tội họ, lại bị xử phạt thì chết. Cha yên tâm. Được đấy, mình làm thôi. Hạt thần diệu đi bà con ơi. Hạt thần diệu đi. Loại hạt này có công dụng tuyệt vời, chỉ có người dân tộc vùng núi cao mới có. Loại hạt này giúp chữa bách bệnh trong vòng một nốt nhạc, và đặc biệt là khai thông trí tuệ, giúp con người ta khôn ra, cảm nhận được ngay lập tức sau khi ăn hạt. Bán cho tôi. Bán cho tôi với. Số lượng có hạn, bà con cứ trật tự xếp hàng đợi đến lượt mình. Nó bán cái gì đấy? Hạt thần diệu là cái gì? Con cũng chưa rõ ạ. Cho anh hai hạt. Cho chị hai hạt với. Hôm qua để quên cái chìa khóa ở đâu mà không tài nào nhớ ra. Ăn xem có nhớ ra không nào. Ôi, tuyệt thật. Mình thấy mình khôn hơn thật rồi. Thích quá, đúng là thần diệu. Mấy chuyện cũ cách đây hơn 20 năm trước, nghĩ mãi không nhớ. Ăn vào một cái, nhớ ra ngay. À, cái chìa khóa. Hôm qua mình dắt ở cái cửa nhà tắm lúc đi tắm. Ôi, nhớ mãi không ra. Ăn hạt một cái là nhớ ra ngay. Tinh thần minh mẫn, đúng là thần kỳ. Em đã bảo là hạt thần rồi mà. Có thật hạt của người công dụng như lời người nói không đấy? Đây là loại hạt bí truyền của một người bạn dân tộc tặng cho cháu. Ăn hạt này vào, bách bệnh tiêu tán và trí thông minh lập tức được cải thiện. Đã có 5 người khôn hơn khi ăn loại hạt này. Lý trưởng không tin, cứ hỏi họ xem. Thế bán cho ta mấy hạt? Giá hơi đắt đấy cụ lý trưởng ạ. Bao nhiêu thì cứ nói ra, sợ ta không có tiền à. 50 đồng ạ. Cái gì? Giết người á?
Người bán thì sao hai đứa kia nó mua được? Tùy vào đối tượng mà bán với giá khác nhau ạ. Sao lại thế được? Cháu bán cho học trò thì chỉ lấy có vài hào vì học trò có khôn ra nhưng không kiếm được tiền. Còn bán cho lý trưởng, cụ khôn ra thì cụ được thăng quan tiến chức. Tiền để đâu cho hết, có phải không ạ? Đúng rồi, nói phải lắm. Đúng là Hồng Xiêm ăn nói đâu ra đấy. Thôi, ngươi cùng làm với nhau, ngươi bán rẻ chút đi. Thôi nể tình cụ Lý nên cháu không lấy tiền cũng được, nhưng với một điều kiện. Điều kiện gì? Cụ Lý phải trả lại quán cho cha cháu, không được đòi tăng giá, không được quấy nhiễu quán nước của cha cháu nữa. Giấy tờ ký kết đàng hoàng. Bạt Nha nó nộp thuế thêm thì 10 năm nữa cũng có 40 đồng, lại phải xung công quỹ nữa, mình chẳng được bao nhiêu. Chỉ bằng đồng ý với nó, mình còn lời nhiều hơn. Được, ta đồng ý. Người viết giấy, ta ghi cho. Đây, của người đây. Đây, hạt thần diệu của cụ đây ạ. Ta nhai nãy giờ mà không thấy khôn hơn tí nào. Trong khi nếu thu tiền khu này thì ta mua được hàng tá thuốc bổ não để dùng rồi. Đấy đấy, cụ khôn hơn rồi đấy ạ. Cảm ơn cụ Lý vì tờ cam kết. Ngươi, thì ra là ngươi lừa ta. Cả các ngươi nữa. Này Xoài, hôm nọ thằng Tẹo mách mẹ tớ là tớ hay ngủ gật và bị thầy đồ phạt trong lớp, khiến tớ bị mẹ đánh. Tớ phải làm gì với nó bây giờ? Theo tớ, cậu hãy lắng nghe trái tim mình mách bảo. Tớ hiểu rồi. Ôi giời ơi, quá đáng lắm rồi, dám đánh bạn nữa à? Thì con nghe con tim mình mách bảo nên con mới bụp nó đấy chứ. Đi tới nhà thầy đồ để mẹ hỏi xem thầy dạy dỗ con kiểu gì. Ở nhà thì ăn vụng, ra đường thì đánh bạn thế này à? Cha không biết thầy đồ dạy con thế nào, về nhà lại nói dối cha mẹ, giấu dốt, lại còn ăn cắp tiền của cha. Tiền cha giấu chỗ nào cũng biết. Ôi cha, cha ơi, con biết lỗi rồi. Cha sẽ đưa con sang nhà thầy đồ để hỏi xem thầy dạy con như thế nào mà càng ngày càng hư thế này. Thầy đồ, thầy xem lại xem, thầy dạy cháu mít mật nhà tôi thế nào mà về nhà càng ngày càng hư, ăn vụng, học dốt, đánh bạn bè. Chị cứ bình tĩnh lại đã. Thầy đồ đây rồi, thầy xem lại cách dạy của thầy đi. Thằng Xoài nhà tôi giờ về nhà toàn nói dối, chưa kể là ăn cắp tiền của tôi nữa. Mọi người cứ bình tĩnh lại. Bình tĩnh làm sao được? Các anh các chị làm cha mẹ không dạy được con lại đổ hết cho thầy. Mọi người bình tĩnh để tôi hỏi sự thể từng học trò đã. Thầy muốn làm sao? Thầy làm con tôi hư là do thầy đấy. Đúng rồi, con tôi hư cũng là do thầy hết. Bây giờ thầy hỏi mít mật nhá. Ở nhà mẹ cho thường dạy bảo trò những gì? Dạ, mẹ cho chỉ bảo là mẹ biết sức học của con rồi, nên là trước sau gì mẹ cũng để lại quán ăn này cho con làm chủ thôi. Thì mẹ có mỗi mình con, thì sau này không của con thì của ai nữa? Nên chính vì thế, con đâu cần phải học gì nhiều ạ. Đằng nào cũng được làm ông chủ quán cơm của mẹ cho cơ mà. Nhưng mẹ không dạy con thói ăn vụng, thói đánh bạn bè. Con thấy mỗi lần nấu ăn, mẹ chẳng nếm trước thức ăn, nên con học. Thi thoảng mẹ tức giận lên, mẹ toàn đánh con. Thì con tức thằng kia, con chẳng đánh nó à. Thế con trò Xoài, cha mẹ trò ở nhà thường chỉ bảo gì học trò? Thưa thầy, cha mẹ trò chỉ bảo phải nhanh nhạy lên, đi tắt đón đầu. Muốn làm giàu thì phải biết mánh mung, không á thì trâu chậm uống nước đục. Đời cha đã giàu, đời con phải giàu hơn nữa. Thì đúng cha nói như thế với con, nhưng cha không dạy con thói ăn cắp, ăn trộm tiền của người lớn đâu nhá. Nhiều lần con chẳng thấy cha lấy trộm tiền của mẹ hai để đi chơi đấy thôi. Cái tốt đẹp của cha không học, học thói hư của cha là nhanh. Con ơi là con. Thế thì tôi hiểu mọi chuyện rồi. Tức là thầy nhận sai trong cách dạy con chúng tôi à? Tiền chúng tôi đóng cho thầy không thiếu tí nào. Vậy mà thầy... Cha mẹ không dạy con bằng lời nói, nhưng bằng hành động đấy.
Cha mẹ cũng chính là tấm gương để bọn trẻ học tập. Nên các anh, các chị phải làm gương cho các con thì chúng nó mới khá lên được. Tức là chúng tôi phải làm gương cho con á? Thầy thấy đấy, tôi đầu tắt mặt tối, mọi sự đều trông ở thầy. Thời gian ở lớp của các trò rất ít. Trong khi đấy, tôi quán xuyến hơn chục đứa học trò. Dành được cho trò này, sẽ mất trò kia. Thế nên, trước khi đến học thầy, các trò đã phải được cha mẹ giáo dục tại nhà. Từ việc nhỏ nhất, từ nết ăn, nết ở, cách đối nhân xử thế với mọi người. Trách nhiệm của thầy, ngoài dạy chữ, còn bồi đắp trên cơ sở những gì cha mẹ đã dạy con. Chứ thầy không thể làm thay trách nhiệm của cha mẹ các học trò được. Thầy Đồ nói cũng có lý. Cái câu con hư tại mẹ cũng đúng. Có lẽ là một phần do tôi nữa. Cũng cả do tôi dạy con không tốt nữa. Cứ nhét tư tưởng của mình vào đầu chúng nó. Thế giờ chúng con phải học tập và nghe lời ai ạ? Thế có phải học cách nhanh chân để khỏi trâu chậm uống nước đục không ạ? Hai trò nghe đây. Hai trò phải tích cực học tập tốt. Có học thì mới nên người và giúp ích cho xã hội, cho đất nước được. Học những thứ tốt đẹp nhất. Không được học thói mánh mung, lươn lẹo, dối trá. Thói bắt nạt bạn bè, ăn vụng. Nhớ chưa? Chúng con nhớ rồi ạ. Tốt, thế nhắc cha mẹ chuẩn bị nộp phạt vì đã đổ tiếng oan cho thầy. Hả? Tôi đùa đấy. Thương hiệu 5 sao đẳng cấp quốc tế, trực tiếp điều trị bởi đồng bác sĩ với chị nám Pico Premium, trẻ hóa tế bào gốc tái sinh nguyên bào, giảm béo double mắc refit, làm sáng giảm mỡ white proteinic, chiến lông vĩnh viễn C-Life Pro, điều trị viêm năng lông chuẩn 4K, đón hẹn rực rỡ, viện thẩm mỹ Tina ưu đãi 50%, có hotline 0943 43 9999 nhận ưu đãi ngày.